Xin chào các mẹ đang theo dõi kênh Vlog Sữa Bột Tốt. Hành trình đi tìm sữa cho con thì không hề đơn giản phải không các mẹ? Giữa một thị trường bạt ngàn các loại sữa thì làm thế nào để mẹ có thể lựa chọn ra được một loại sữa công thức phù hợp nhất cho bé yêu nhà mình? Thì theo kinh nghiệm của mình ấy, hầu hết các sản phẩm sữa công thức đến từ các thương hiệu nổi tiếng thì đều là dòng sữa tốt. Nhưng mỗi một dòng sữa khác nhau ấy thì sẽ phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng bé. Và dòng sữa Colotcare này cũng vậy. Đây là một sản phẩm sữa công thức có chứa hàm lượng sữa non cao top đầu hiện nay đang được rất nhiều mẹ lựa chọn cho con bởi 5 lý do sau đây. Trước tiên thì điều được các mẹ quan tâm nhiều nhất đó chính là về cái thương hiệu của sản phẩm, đúng không ạ? Thì Colotcare là sản phẩm của Lucicare, đơn vị đạt thương hiệu dinh dưỡng quốc gia liên tiếp từ 2018 trong ngành dinh dưỡng y học nên rất là tốt các mẹ nhé. Và các chuyên gia dinh dưỡng của Lucicare luôn là người thấu hiểu về thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù của trẻ em Việt để từ đó cho ra được những cái công thức tối ưu nhất cho trẻ và mang đến những cái dòng sản phẩm sữa rất là tốt ở trên thị trường hiện nay như là Metacare này, Care 100 và bây giờ là đến Colotcare vô cùng nổi tiếng ở trên thị trường rồi, phải không ạ? Và điểm khác biệt cũng chính là lý do thứ hai mà được các mẹ hết sức là yêu thích ở sản phẩm Colotcare này. Đó chính là về cái giá trị dinh dưỡng của sản phẩm đấy ạ. Thì trong Colotcare nó được bổ sung cái hàm lượng sữa non cao nhất ở trên thị trường hiện nay, sẽ giúp cho cơ thể trẻ nhanh chóng xây dựng hệ miễn dịch một cách tự nhiên. Cụ thể là 1.200mg trong các dòng sản phẩm sữa bột, trong khi ở các dòng sản phẩm khác ấy, thì chỉ đạt lên đến 1.000mg thôi. Bởi vì sữa non ấy thì được xem như là giọt vàng, có số lượng rất là ít nhưng chất lượng lại rất là cao nên rất là quý đấy ạ. Và trong sữa non ấy thì nó có chứa rất là nhiều các cái kháng thể quý, đặc biệt là cái kháng thể IgG ấy, thì nó sẽ giúp tăng cường sức đề kháng này, giàu cái hàm lượng vitamin và khoáng chất cao hơn nhiều so với các dòng sản phẩm sữa thông thường đấy ạ. Lý do thứ ba của sản phẩm sữa Colotcare đó chính là về cái nguồn gốc nguyên liệu rất là rõ ràng. Với cái nguồn bột sữa nhập khẩu từ New Zealand và đặc biệt là cái sữa non 24 giờ thì được nhập khẩu 100% từ Mỹ, cùng với cái công nghệ sản xuất hiện đại này, đạt chuẩn quốc tế và có cái công thức được xây dựng từ các nhà khoa học hàng đầu thì sẽ giúp đáp ứng tối ưu với thể trạng của trẻ em Việt đấy ạ. Lý do thứ tư là ngoài sữa non ấy, thì Colotcare còn có bộ ba dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch cùng nhiều các cái thành phần vitamin và khoáng chất sẽ giúp xây dựng chế độ dinh dưỡng cân bằng như 2FLHMO sẽ giúp tăng cường miễn dịch đường ruột này, lactoferrin sẽ giúp giảm tình trạng nhiễm khuẩn bằng cách là hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và virus gây bệnh, và beta glucan ấy thì sẽ cải thiện sức khỏe đường hô hấp và đường tiêu hóa, và cùng với lại 32 loại dưỡng chất đáp ứng khuyến nghị của Bộ Y tế để từ đó sẽ giúp cho con tăng trưởng và phát triển một cách toàn diện nhất các mẹ nhé. Và lý do thứ năm thì cũng được các mẹ rất là quan tâm, đó chính là Colotcare thì có cái giá thành rất là phù hợp với khả năng chi tiêu của ba mẹ. Nếu mà chúng ta đem ra so sánh với các sản phẩm tương đồng ở trên thị trường ấy, thì có thể nói là Colotcare nó có một cái mức giá rất là hợp lý đấy ạ. Và bên cạnh cái sữa bột công thức ấy, thì Colotcare còn có cả sữa bột pha sẵn. Đó, như các mẹ có thể thấy là rất là dễ dàng và tiện lợi để các mẹ có thể là mang cho bé trong những dịp đi học này, hoặc là những dịp đi dã ngoại, đi chơi hoặc đi về quê, những cái dịp lễ Tết chúng ta cho bé đi về quê đấy ạ. Thì rất là tiện lợi mà vẫn đảm bảo là cung cấp đầy đủ cho con cái hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng để giúp cho con hoạt động, vui chơi và học tập một cách hiệu quả đấy ạ. Và mình cũng xin tổng kết lại một chút, đó là một sản phẩm dù có thuộc thương hiệu nổi tiếng hay là có chất lượng cao ấy thì điều mà được các mẹ quan tâm nhiều nhất đó chính là thấy bé khỏe mạnh này, con tăng trưởng và phát triển toàn diện kể cả về thể chất lẫn trí tuệ, đúng không ạ? Và theo như khảo sát của người tiêu dùng sản phẩm sữa Colotcare cũng cho thấy là có đến 98% các bà mẹ đánh giá là sản phẩm thì rất là phù hợp với bé yêu nhà mình này, và đặc biệt là sau một thời gian sử dụng ấy thì thấy con cải thiện hẳn cái tình trạng ốm vặt và bé tăng cân rất là đều. Cho nên nếu như mà mẹ biết cách lựa chọn ra một dòng sản phẩm phù hợp với bé thì sẽ giúp cho con tăng trưởng và phát triển một cách toàn diện nhất, tạo nền tảng cho con vững bước ở trong tương lai. Nếu mẹ cần thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng truy cập vào website sữabottot.com. Nếu như mẹ có những băn khoăn hay thắc mắc gì, có thể vui lòng comment ở bên dưới, bộ phận tư vấn sẽ giải đáp giúp cho các mẹ. Cảm ơn các mẹ đã theo dõi vlog ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các mẹ ở những vlog tiếp theo.